Ông Tượng Gỗ Đẹp Quốc Tuấn xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Chào mừng anh chị đến với kênh Tượng Gỗ của bên em. Và kênh của bên em thì chuyên giới thiệu những cái tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ phong thủy được chế tác từ bàn tay nghệ nhân của là gỗ Phúc Tuấn tại làng nghề Mộc Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và trong video này thì em sẽ giới thiệu đến với anh chị một tác phẩm, một siêu phẩm, một cái chum phú quý được chế tác từ chất liệu gỗ nu kháng anh chị nhé. Và điều đặc biệt của cái chum phú quý này thì với đường kính là 44 ạ, đường kính khá là to so với kích thước bình thường ạ. Bởi vì hôm nay thì lâu lắm rồi bên em mới có một phôi gỗ để có thể chế tác nên là một cái chum to đẹp như thế này ạ. Và đặc biệt là rất là nhiều nu như thế này ạ. Với kích thước là đường kính là 44, chiều cao là 30 tính cả núm và chiều cao không núm là 20. Em sẽ quay sát lại cho các bác ngắm những cái đốm nu của cái chất gỗ nu kháo này của bên em nhé. Đây ạ, một quả phú quý mà rất là nhiều nu luôn, nu kín mít luôn ạ, với đường kính khá là to, đường kính là 44 các bác nhé. Các bác ngắm những cái đốm nu của chất liệu gỗ nu kháo đây ạ, siêu đẹp luôn ạ. Đúng ạ, nhìn cái nu 3D nổi lên rất là đẹp và nu hầu như là tràn kín bình các bác nhé. Đấy, tràn kín bình luôn ạ. Và cái núm này là dời nha các bác nhé. Cái núm này là em làm dời. Đấy, em quay gần cao cho các bác ngắm đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Một quả chum phú quý mà khoe ra được những cái núm nu cực kỳ đẹp như thế này ạ. Nếu mà các bác nào mà chơi phú quý ạ thì rất là có, thứ nhất là rất là có ý nghĩa phong thủy. Chung phú quý thì trong phong thủy này mang lại rất là nhiều tài lộc, là hút rất là nhiều may mắn và chấn giữ tiền tài tiền bạc cho gia chủ ạ. Và đặc biệt là các bác nào chơi chung phú quý thì luôn chắc chắn là sẽ yêu thích những cái đường vân và những cái nu trên cái chất liệu gỗ, bởi vì cái chung phú quý mình thiết kế theo kiểu để nó mịn màng, nó đẹp để phô ra được những cái đường vân và đường nu. Nếu mà tác phẩm mà không có nu, không có vân ấy thì khi mình chơi chung phú quý thì nó sẽ không được đẹp, không được đẳng cấp. Thế nên là cái tác phẩm này của bên em thì hội tụ rất là đầy đủ tất cả những yếu tố rất là đẹp, vừa giá trị nghệ thuật, vừa với những cái kiểu dáng rất là sang trọng, kiểu dáng rất là dễ trưng bày, và một cái màu vàng óng ả rất là đẹp các bác nhá. Một màu vàng này như kiểu là một cục vàng, các bác trưng một cục vàng ở trong nhà mình đấy ạ. Đấy, một cái màu vàng rất là rực rỡ luôn. Và đặc biệt là những cái đốm nu ở trên tác phẩm này thì quá là tuyệt vời đấy ạ. Nổi lên rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt luôn nhá. Đấy, nu kín luôn ạ. Đây các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Bác nào muốn sở hữu tác phẩm này thì liên hệ đến bên em nhé. Và em bên em có quả này là quả to nhất, còn có quả kích thước là chiều đường kính là khoảng tầm 30-35. Đấy, em có vài quả đường kính 30-35 nữa. Thì các bác nào muốn xem những quả đấy thì kết bạn Zalo với bên em qua số điện thoại 0389889968 các bác nhé. Và giá của quả chum phú quý này giá là 7 triệu. 7 triệu các bác nhé, 7 triệu ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và lâu lắm thì bên em mới có một quả chum to đẹp nhiều nu như thế này ạ. Rất là đẳng cấp nha các bác nhé. Rất là đẳng cấp. Và bác nào muốn sở hữu chum phú quý thì hãy liên hệ đến bên em nhé, qua số điện thoại 0389889968 ạ. Các bạn Zalo với bên em và chụp ảnh màn hình lại để em tư vấn mua hàng đến các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn các bác vào một video tiếp theo. Bác nào muốn lần đầu xem kênh của bên em mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem những cái video em đăng lên giới thiệu về những cái tác phẩm nghệ thuật bên em mới chế tác xong hàng ngày. Và cho em xin một nút like vào video để ủng hộ tinh thần động viên bên em nhé. Cảm ơn các bác ạ.